Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay mình sửa cái tivi CRT. Lật ngược lên xem. Lật ngược tivi nhìn cho ba nút dưới là biết. Thì tiện đây mình chia sẻ cái kinh nghiệm mà cái không phải cái kinh nghiệm mà cái kiểu như là cái ban bệnh là cái tivi này hay hư. Tivi là tivi Trung Quốc mọi người ạ. À, không phải tivi tivi Sam nhé, nó giống như mặt Trung Quốc ấy. Gọi là Trung Quốc được. À, đối với tivi này hay bị cái ban bệnh này. Kiểu như lâu ngày ấy mình nhìn kỹ này đấy, chân mạch nó bị hở mạch này à, rất là nhiều đây này, mờ tí đó mọi người thấy không, đây. À, thì đối với tivi đời xưa này rất hay bị cái bệnh này, thì nó hở như vậy thì nó sẽ hư một cái gì đó, hoặc là không có tiếng hay không có hình hay là không lên nguồn hay là bất kỳ cái gì đó thì nó sẽ bị hư những cái như vậy. Mà hầu hết mình gặp rất là nhiều, hầu hết là phải tầm 50%, có nghĩa là 10 tivi hư thì vẫn đến 5 tivi bị cái bệnh này. Đối với tivi này, tivi là tivi Sam, hai mặt trước này. Đây. Đó. Thì đối với cái trường hợp này thì tất nhiên là mình sẽ xử lý một cách là mình hàn mạch rồi. Hàn mạch nghĩa là mình đưa chỉ hàn rồi mình chấm mạch. À, mình chấm lại cái mạch bị hở này. Ví dụ chỗ này chẳng hạn. Đưa chỉ hàn vào nhé. Thế là mình không có tay mình không đưa chỉ hàn vào được, nhưng mà có người đưa chỉ hàn vào. Chấm lại những cái mạch hở hết. Mình thử là ok thôi. Cái này rất là đơn giản thôi. À, hiện tại thì mình chấm thì mình không quay nữa. Mình chấm hết cái bên này lại xem. Cái này hở rất là nhiều, mình quay sơ sơ thôi chứ nhiều chỗ rất là hở rất là nhiều. Thưa ông, một cách khác biệt. Đây. Đó là nhìn thế giới qua con mắt của người. Cái này mình cái này mình ấy xong rồi này. Mình hàn mạch, mình hàn mạch. Mình hàn cái mạch hết rồi đấy. Xong rồi nó ok này. Mình quay điện thoại nó sẽ nhìn thấy nháy nháy như này. Thực ra là mình nó tốt rồi đấy mọi người. Cũng có tiếng luôn rồi. Ok, cảm ơn mọi người xem video nhé. Chào mọi người.